Vâng, em Chiến tiếp tục giới thiệu cho các bác một con CD cực kỳ khủng nha các bác, của hãng Denon. Đó là những model có ốp gỗ piano cực kỳ là sang trọng, phối ghép rất là được dòng những dòng âm ly cao cấp như dòng high-end của Acoustic hay của Luckman, và những dòng Reserver cổ đều ok nha các bác. Nó mang trong mình là một cái ốp gỗ piano này các bác, bóng lưỡng luôn. Con này là dòng khủng nha, 3500 RG nha các bác. Đây là khi chúng ta bật cái này xuống này nó nhảy xuống. Chúng ta căn chỉnh được digital này, đường line out, bấm số, và hệ thống cho chúng ta biết con này chạy 4 giải mã DAC. Đây, gấp lên, muốn mở ra chúng ta phải bấm cái này là tự động chạy ra nha. 3500 RG nha các bác, khủng long bảo chúa nha. Nặng trên 20 kg, một con CD mà cứ nghĩ như là một con âm ly bê cong lưng nha các bác. Đặc trưng của những dòng 3500 này các bác, nó chỉ có nhiều biến thể như là 3500G là con kia. Tí nữa em sẽ quay con kia các bác cùng xem. Hay các bác chỉ cần để lên một con Acoustic và nhìn rất là sang và trùng bộ luôn nha. Cũng nhờ cái hồi gỗ này nha các bác mà chỉ có những cái dòng này mới có thôi. Của Denon chỉ có dòng 3300 và 3500 gold. 3500 mới có được ốp gỗ như thế này nha. Và con RG là dòng cao nhất của những dòng ốp gỗ nha. R rồi tới RG. Con này giá là 20.500.000. Đẹp thiếu mỗi thùng xốp cho các bác nha. Những con này thì em phải tuyển kỹ cười càng cho các bác này. Các bác chỉ cần yêu thích thôi, liên hệ cho em Chiến thôi. Đấy, bấm cơ ra vô. Và những dòng này cơ và mác em nó đẹp cực kỳ bền nha. Trâu bò khiếp lắm. Mác vẫn là sử dụng mác từ của Sony nên là tốc độ đẹp phải là tuyệt vời. Cho các bác một cảm giác rất là nhanh gọn lị. Đây là khiển zin theo máy nha các bác. Con này thì trang bị tất cả các cổng nha, có cổng ba lăng cho chúng ta chơi luôn. Đấy. Bóng piano luôn nha. Những cái này các bác về bảo dưỡng nha, mình lót miếng vải lên nha, mình sẽ kê đồ lên nha, đừng có để không mà kéo qua cái lại thì trầy cái bên trên này, rất là tiếc nha các bác. Tại vì từ Nhật qua đã dưỡng được như thế này rồi, mình về mình lót mình có kê gì lên, mình lót tờ giấy hoặc là lót vải, vải nhung các bác. Rất là đẹp nha các bác. Ba ngàn năm trăm G kia thì nó là 15.500.000, còn con này là 20.500.000 nha các bác, là dòng lớn nhất nha. Nặng lắm, gọi là nặng khiếp khủng nha các bác. Nó dạng cấu hình lớn nha các bác. Này các bác thấy phía sau này nó mới tinh luôn. Các bác thấy cần cái bộ chân này, này chân chén đồ nhìn mất quá kén luôn. Điện áp 100V nha các bác. Đường tín hiệu vào là ba đường, ra ba đường này, đường ba lăng này, hai đường bóng sen. Cái này là đường optical voxy out. Thì được này, em về được hai con 3500, một con G và một con RG thì em đang quay các bác đây. Con G thì em để video sale, em sẽ quay để các bác cùng xem nha. Các bác nào mình tầm tiền hơn 15 một tí thì bác chọn con 3500G nha. Còn trên 20 tí các bác chọn con này 3500RG. Cực kỳ khủng. Đấy. Bấm vào thì nó nhảy ra. Cực kỳ là sang trọng luôn nha các bác. Những cái thời kỳ đó những con CD nó linh kiện nó dày đặc luôn và cực kỳ chất lượng nha. Thời kỳ mà những hãng người ta thi đua nhau để giành giải, để tối ưu hóa những con sản phẩm của họ để đấu giải nha các bác, để lựa chọn ra những con CD thuộc top. Nên là những các bác chơi lâu năm thường thích lựa chọn những con CD bãi xịn sò, chứ không như đời mới bây giờ nha các bác. Đời mới bây giờ phải hàng tiền cực kỳ cao nó mới hay. Cái còn tầm tầm tiền thì trong ruột không có gì trơn, gì sỉnh gì xồm ấy. Rồi, em Chiến xin chào và hẹn gặp lại các bác video tiếp theo nha. Bác nào mình chốt con CD 3500RG cực đẹp này thì liên hệ cho em Chiến qua hai số điện thoại trên nha. Giá 20.500.000 là đã bao gồm ship, chuyển khoản đủ em bớt 300.000 nha.
là để các bác cà phê, cà pháo, vân vân. Tại vì chiến khoán đủ thì em sẽ có nguồn tiền và tiếp tục em mua sản phẩm khác. Còn cọc tiền thì vẫn là 20 triệu năm, cọc tiền thì khoảng 2 triệu dollar nha các bác. Còn như em ship hàng tận nơi thì các bác cọc tiền thì các bác biết rồi, thì khi các bác nhận được tiền, nhận được hàng và trả tiền thì ngày sau em mới nhận được tiền nha các bác, chứ không phải là có liền đâu, thì nó rất là lâu. Nên em luôn ưu tiên cho những bác mà chiến khoán đủ cho em nha. Vâng, em chính chào tất cả các bác. Thì sau đây em que và giới thiệu hai con CD tích hợp giải mã DAC dòng cao cấp của Denon. Đó là dòng series S10 3 la mã. Em về được hai con. Thì con bên trái và con bên phải đều đầy đủ phụ kiện hết nha các bác. Khiển, dây nguồn và catalo nha. Đầy đủ quá nha. Đây catalo theo máy. S10. Đầy đủ nha. Hai con đều gọi là đẹp long lanh nha. Những con này các bác vừa thích nghi CD hay vừa có thể chơi giải mã DA, nghe nhạc qua mạng, không cần phải rườm rà mua thêm một con DA thì có lựa chọn những em này. Hay là con S13 la mã nha các bác, 13 la mã nha. Hai em đều mới long lanh, màu vàng gold, khiển dây nguồn tích hợp đầy đủ catalo. Hay là khi chơi đẹp toàn diện nha các bác, toàn diện nha. Trên nóc em sẽ quay chi tiết trước rồi em sẽ quay bên trong. Rồi, đây là em quay con này trước nha, con bên bên trái. Thì mặt tiền của nó là long lanh. Đây phía bên hông phải. Tất cả góc cạnh. Ốc ác dần khe. Con này series là 3199 nha các bác. Tại vì nó có hai con em báo series thì các bác lựa chọn thích con nào thì em gửi con đấy cho các bác. Giá 19 triệu đã bao gồm phí ship, chuyển khoản đủ em bớt 200. Hoặc nếu cọc tiền thì cọc khoảng 2 triệu trở lên em ship hàng nha. Phí thu hộ là 10% nha các bác. Nếu các bác cọc tiền có lưu ý phí thu hộ là 10%. Nghĩa là thu hộ 10 triệu là phát sinh thêm 100 ngàn. Hay là con hay là cái những cổng quan, cổng giải mã DA là hai đường tín hiệu ra. Âm ly. Rồi, con này là con 3199 con phía bên trái. Rồi tiếp theo là con bên phải. Tí nữa em sẽ cắm điện vào test để các bác cùng xem nha. Đây. Này cũng đẹp long lanh hết luôn nha. Trên nóc của nó nha các bác. Đẹp keng hết nha. Bác là bằng khẽ. Khẽ chắc bãi về. Hôm nay đấu với hôn Nhật về hết. Để các bác mình sở hữu. Con này series là 3582. 3582 thì 100V hết nha các bác. Những con này hàng nội địa hết nha. 100V. Rồi sau đây cắm điện và test hoạt động để các bác cùng xem. Và sáng tiện em mở luôn bên trong để các bác cùng tham khảo cái cấu hình nó ruột càng nó như thế nào. Thì hầu hết những con CD thì nó mới tinh thôi các bác. Tại vì cái nắp nó không có cái phần thoát gió nên là bụi không thể lọt vào nha. Vâng, và đây là cấu hình bên trong. Những dòng S10 2 la mã, 3 la mã trở lên thì nó sẽ dùng hai cái tăng phô rất là to. Hay riêng biệt. Tất cả xây đồng hết, mà đồng hết về khung sườn nha các bác. Và sexy rất là dày, cứng cáp. Những hàng nội địa của Nhật thì các bác khó găng bàn. Không như những hàng đời mới bây giờ. Có thể lên kiện không? Còn lên kiện khủng, một rừng. Hai con đẹp như nhau nha các bác. Giá là 19, bao gồm phí ship. Rồi, sau đây cũng bỏ đĩa vặt và test cho các bác cùng xem. Những con này đều hoạt động hoàn hảo nha các bác. Mẹ đã nhận đĩa và đọc rồi nha các bác. Tiếp tục qua con này. Bỏ đĩa vào. Không phải lại.
hai em đều hoạt động hoàn hảo nha. Các bác nào lấy con nào cũng được, con bên phải là con bên trái đều được nha các bác. Đây đây, hình nào cũng đẹp long lanh nha. Đây là cổng lai út, nếu có cắm đường mà phía dưới thì nó sẽ dân dụng volume. Đây là cổng chiều optical của CL. Đây là con bên phải nha các bác, đây là con bên trái. Chiếm khấu đủ em bớt 200 ngàn nha các bác. Và các bác nào mình nhớ đang chưa đăng ký kênh thì ấn nút đăng ký ở góc phải màn hình để luôn được cập nhật những video mới nhất. Những con này chơi rất là tiện, các bác vừa thích nghe CD thì để phần CD, phần chỉ nghe qua YouTube hoặc trên TV các tập chúng ta kém được optical, chúng ta vàng qua optical này là ok. Đây là chuyển đổi rồi. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bác video tiếp theo.